các thành viên bắt đầu một buổi sáng thật bình yên. Mệt sợ quên được trò sữa rồi. Hay hả? Sáng nay nhẹ trò đi sớm quá trời. Những thì có thể ăn ngon. 390 nữa đi đọc. Đúng không? Ngon. Để từ sáng giờ. Hấp. Đi luôn hả? Chưa, em đợi chị Vi mà. Ừ. Nhưng sự bình yên ấy không kéo dài được lâu. Trời, nhìn em luôn cảm thấy hiện tại là trong lòng em đang rất là bực bội. Gì vậy? Không hiểu con người Na là như thế nào luôn. Chuyện gì? Chuyện gì vậy? Chuyện còn chuyện khác. À, hôm nay Na nói với em đi mua trà sữa, lúc đó là chị Thương cũng đề nghị là chị Thương đi cùng. Ừ. Xong rồi Na mới em mới nói là thôi hai người đi thôi. Thì xong ban đầu Na nói em hỏi là trà sữa ở Nguyễn Thị Thập là gần không? Na nó gần nhưng mà thực chất là rất xa. 390 Nguyễn Thị Thập. Gần không? Gần. Vậy từ sáng giờ. Thập. Rất xa. Xa. Nguyễn Thị Thập xa. Em mới hỏi Na là em hỏi là gần không? Na nói gần. Xong rồi em cũng nghe vậy tại vì em không có biết đường từ đây qua Nguyễn Thị Thập như thế nào. Na chở em bằng xe đạp, anh nghĩ đi. Cái xe đạp điện đó mà sao mà chở được. Xong Na đi một khúc xong không biết sao Na nghĩ sao Na nói thôi bây giờ cũng trễ rồi. Bây giờ chị về chị lấy xe máy đi, còn em thì đi xe đạp điện để em đi làm. Xong rồi tự nhiên em mới dắt xe máy ra thấy Na biến đâu mất. Mà kêu đó mất rồi. Mà không có chịu cho chị Thương đi một hai đội đi. Rồi bây giờ đi một mình. Một mình hả? Một mình em tự đi. Rồi. Em không hiểu là Na cố tình hay là Na suy nghĩ như thế nào luôn á. Na đâu cần phải diễn như vậy. Sáng nay em đi chung mà. Em không thích những con người diễn như vậy. Em thật sự không hiểu Na là người như thế nào luôn á. Nắc đường nướng mắt không được hiểu. Trời ơi, em lần đầu tiên giống như em bị một đứa con nít mà dụ vậy á. Em đâu phải là con nít đâu, em lớn rồi mà. Không sao đâu, ngồi yên đi. Em ngồi bình tĩnh đi, chị lấy nước cho em nhé. Thì tí nữa cứ nói thẳng thắn với Na luôn. Vậy có gì đi, chờ tí nữa sao? Hay là chiều về thì nó ngồi. Nhiều khi nó có bị vấp hay sao. Chứ để lâu không tốt đâu, anh nghĩ vậy. Câu chuyện càng lúc càng căng thẳng. Hoàng Thạch đã hành động nhằm xoa dịu tình hình. Anh nghe nè. Anh nói gì vậy? Tự nhiên Vi giận là sao? Thì hồi nãy Vi mới mua trà sữa và cái rồi xong cái mặt hầm hầm nè. Rồi cái đem trà sữa vô cho mọi người thì nói là gì á, em kêu Vi đi xe máy rồi cái Vi đi lấy xe máy ra cái không thấy em đâu hết trơn. Tại vì em chạy xe đạp điện thì em chạy chậm á. Sao em đâu biết là chị Vi đi đường nào đâu. Thì em chỉ chạy tới cái địa chỉ 390 thôi chứ em biết đi đường nào bây giờ. Mà tự nhiên là giận em. Đi xe đạp điện chứ đâu có em đi xe Honda đâu mà em chạy lẹ được. Ủa nhưng mà hồi nãy cái lúc mà không thấy nhau em có gọi đi thử không? Em đâu có số đâu mà gọi. Ủa không có số em à? Em chỉ chạy tới đó thôi à chứ em đâu có số đâu. Ủa rồi Vi ở đó Vi mua trà sữa rồi đó. Thì cũng đâu thấy em đâu. Trời dạ. Em chạy tới thì còn gì nữa mà không thấy trời. Ủa gì kỳ vậy ta? Con mua trà sữa chú. Con xin chào. Cái gì vậy? Cái gì vậy là cái gì? Ủa chứ hồi nãy giờ em đi đâu? Em chạy chưa tới, bây giờ mới tới. Có mua cho em chưa? Biết mà. Thôi em về, em nhịn, em đi trước đây. Trời ơi. Tại vì Vi về mặt hầm hầm rồi kêu ức chế rồi sầm trời đất luôn đây nè. Bây giờ tự nhiên kêu ức chế, em có làm gì đâu mà sầm ức chế trời. Thì nè, đó là anh đang kể cho em nghe để em xử lý cái tình huống này nè. Ủa thì anh kêu chị Vi gọi cho em ơi. Thôi anh nghĩ là em nên nhắn tin rồi sau đó gọi cho Vi thì đúng em hơn á. Em không có số của chị Vi đâu mà nhắn tin. Rồi để anh nhắn tin số của Vi cho em nha. Cả nhà ơi. Mình không phải con nít. Cả nhà ơi. Không phải nhỏ đâu. Thì anh có nghe được một số chuyện, anh nghĩ em nên nói chuyện với Na. Anh thấy này giống như hiểu lầm nhiều hơn. Alo chị nghe. Ừ. Em có thấy em đáng giận không? Câu đầu tiên chị hỏi là đường Nguyễn Thị Thập có xa không?
và em nói là gần đúng không? Em nghĩ xa hay gần? À, cái quán trà sữa đó thì chắc nó xa đó. Xa mà sao em nói gần? Chị cũng không thích đi xa. Đi xa thì rất là nắng. Mà em một hai em nói gần, em lại để chị đi một mình. Không phải, tại vì em sợ nó xa. Em sợ nó xa rồi em đi qua đây nó trễ. Tại vì hôm nay em làm nhiều hàng. Thì như vậy thì tại sao em không nghĩ tới phương án thứ hai? Là em nói là thôi bây giờ em có việc rồi em đi. Chị với chị Thương đi. Em đi làm. Em có thể nghĩ tới phương án lúc này mà. Em nói em xong rồi em nói là chị đổi xe máy. Chị chạy xe máy ra không thấy em đâu cả. Nếu mà như vậy thì em mà đi trước thì em cũng nói trước với chị một tiếng chứ. Chị đâu phải con nít đâu. Nhưng mà nói chung là thôi em sai, em xin lỗi. Tại vì em cứ nghĩ là chị đi khác đường với em. Em nghĩ là chị đi chung đường với em. Buồn quá tự nhiên cái bị giận. Bị giận lấy xẹt luôn á. Nói chung là chuyện này cũng không có gì mà để làm ầm lên hết. Chị chỉ mong là từ nay em nên suy nghĩ những cái gì mà trước khi mình làm. Thôi từ nay em sẽ không làm nữa đâu, nên chị đừng giận em nữa nha. Thôi lo gọt xoài đi. Em không thích tính cách của Na. Và em là người mà khi mà em cảm thấy ai chân thành thì em mới có thể em đối xử bình thường được. Thực sự là em đã cố gắng hết sức để bình thường với Na, nhưng mọi thứ nó diễn ra mình không có thể nào mà mình kiểm soát được, đặc biệt là chuyện sáng ngày hôm nay. Giống như cảm giác của em giống như là bị lừa, bị một đứa con nít lừa vậy á. Cá nhân anh nghĩ là Linh nên qua để có gì làm cầu nối cho hai người. Chuyện đã giải quyết rồi, không có cần gì mà làm cầu nối hết. Em không cần như vậy. Em biết sao, Vi rất là thoải mái. Vi rất thẳng tính. Thẳng tính. Tại vì rất là tốt. Tại vì em không phải là em thật sự em không diễn. Vi nói ra là chị biết được đó. Anh biết mà, nhìn cái mặt là biết rồi. Bởi vì em bực bội. Đây là lần đầu tiên một đứa nhỏ tuổi hơn em mà nó làm như vậy với em. Tức là Vi cũng có cái lý của Vi mà Na thì nó cũng nghĩ kiểu trẻ con của Na. Vì thì bực bội, tức là đi nắng nôi nó xong rồi chờ cùng đi ra không thấy ai, mình không biết đường nữa. Em biết cảm giác của Vi cũng rất là khó chịu. Còn Na thì nó lại nghĩ đơn giản là nó chỉ có một cái đường đấy, đường của chị Thập thôi. Thành ra là nó sẽ đi đường đấy, chắc chị Vi cũng sẽ chạy theo nó và chị Vi đi xe máy. Em nghĩ là một thời gian sẽ hiểu hơn tính cách của Na. Bây giờ em cũng không dám khẳng định là Na là người như em nghĩ trước kia nữa. Em thấy Na đang diễn, Na đang cố tình diễn mọi thứ. Em không rõ con người của Na. Na muốn diễn gì trong chương trình này? Na đang kết hợp với Thạch để diễn. Nhưng mà dù sao thì chuyện cũng đã giải quyết rồi, thì thái độ của em cũng sẽ bình thường đối với Na. Nhưng mà em không còn tin Na như lúc trước nữa. Mà thật sự là sống trong một tập thể mà em cảm thấy không thoải mái là em cũng rất là khó chịu. Điều gì làm em cảm thấy dễ chịu hơn? Em nghĩ là anh Thông về thì có bạn để chơi với em rồi. Trời. Trời ơi, thôi. Mình dắt tay nhau đi trốn đi. Qua anh Thông Vi hết gõ người khác rồi. Đưa nhau đi trốn. Lên anh Thạch và tranh thủ đi. Trời ơi, không có, tại em thấy anh Thông có... Không phải. Xác định rõ luôn. Không phải đâu, tại em thấy anh Thông có nhiều điểm giống nhau á. Cũng thích hát nè, rồi cũng thích nhảy nhót, rồi cũng khá là hợp nhau và tính tình cũng vui vẻ, cởi mở với nhau nữa. Alo? Alo, anh đang ở đâu vậy? Anh đang trong rừng. Hôm nay mấy giờ về? Thì lịch là 9 giờ, 10 giờ mới về. Mà có chuyện gì thì em về, nếu mà chuyện về thì em đến trên tôi kiếm sao thì sớm. Sáng giờ bực bội. Sáng bực ai? Bé Na. Vậy hả? Làm gì em? Nó rủ em đi mua trà sữa. Mà xong rồi nó bỏ em đi một mình vậy á. Mà em thì không biết, em không biết đường. Trời đất ơi. Rồi không hiểu sao luôn. Nói nó thì nó nói nó xin lỗi thì nó vậy thì thôi chứ biết nói gì nữa. Tối nay mấy giờ em về chị Dung? Hử? Tối nay mấy giờ về chị Dung?
hôm nay em được off, em ở nhà nguyên ngày. Nhà thế hả? Ừ. Ờ, hàng gì để thôi gì được, để cái gì trên hữu gì sao? Em cảm thấy Thông là người em ấn tượng nhất. Có một cái gì đó gọi là gần gũi giữa hai người, bởi vì hai đứa cùng đam mê hát, rồi cũng có vẻ rất là hòa đồng giống như nhau. Thì ngày đầu tiên em cũng đã ấn tượng rồi. Trong khi ấy, Thạch đã chở Linh đến nhà Na để Linh làm rõ sự tình từ phía cô bé Na. Em đi nhé, bye bye. Chị Vi đâu rồi? Bây giờ nhà ngủ. Ba không đi hả? Tại em thấy ba giận, cái niềm ảm xin lỗi ba, nó thôi ba đừng giận em. Tại ba cả tính em không có giận đâu, nhưng cái sao ông Vi thẳng tính. Nên là may là nói ra chứ để ghim ghim bụng mình ghê. Có chắc là Vi đã bỏ qua cho Na? Con người có thể nói đúng, một ánh mắt không thể nào nói được. Đúng vậy không? Cái này đi nhà như vậy, em thấy ánh mắt của nó có gì đó, một chút gì đó nó không tự nhiên. Mà em cũng thấy lạ lạ rồi. Nó bí ẩn, nó biết.